Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường dâng, sóng biển mạnh khiến nhiều vị trí tuyến kè biển ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bị sụp lún, sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng. Trước tình hình đó, sáng ngày 28 tháng 9, hơn 200 người, gồm lực lượng chức năng và người dân, đã tham gia vận chuyển đá, rọ thép để gia cố tạm thời các vị trí bị hư hại. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng cho biết, mặc dù sáng nay có mưa, song do tính chất cấp bách của vụ việc, các lực lượng chức năng và người dân đã vận chuyển khoảng 50 mét khối đá hộc cùng 50 rọ thép các loại để gia cố khẩn cấp tại ít nhất 4 vị trí sạt lở, sụp lún với diện tích khoảng 80 mét vuông trên kè biển Cẩm Nhượng, đoạn qua thôn Hải Nam. Trước đó, chính quyền xã Cẩm Nhượng cũng đã nhiều lần huy động hàng trăm người để gia cố các vị trí mái kè biển bị sạt lở ở thôn Hải Nam, Hải Bắc. Tuy nhiên, việc tu sửa chắp vá, nhỏ lẻ chỉ đảm bảo an toàn tạm thời, khắc phục được vị trí này lại hư hỏng ở vị trí khác. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng dài hơn 1,2 km, được xây từ năm 2003, có vai trò chắn sóng, phòng chống bão lũ nhằm bảo vệ cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu. Trải qua hàng chục năm, công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đủ khả năng phòng chống bão lũ,